Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Giai TV. Hôm nay mình sẽ cho anh em thấy là Xung Tiêu nó sẽ mạnh như thế nào trong cái hoạt động tâm ma nha anh em ơi. Và Xung Tiêu là môn phái khắc chế rất tốt với những môn phái thiện tâm. Và đây là trận tâm ma tháng đến từ server 803 được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Nguyễn Thanh Tùng. Bây giờ chúng ta đã farm xong đợt lính đầu tiên và các thành viên mình chuẩn bị di chuyển sang khu vực số 11 có team rồi. Thần cơ, tiêu dao, võ đan anh em à, bắn tao nói Xung Tiêu nó tạo chọn rất nhiều. Mặc dù bên kia có những môn phái gây hiệu quả tàn phế nhưng chúng ta có tàn kiếm trảm nhạc anh em ơi. Rồi, ngon lành, như vậy là mình đã có được những điểm hạ gục đầu tiên. Chúng ta có quay trở lại khu vực số 10 để tiếp tục chết tài nguyên hay không anh em ạ? Xung Tiêu là môn phái anh em chỉ cần lựa chọn một cái góc đứng thật vững thôi, một cái góc đứng thật đẹp để chúng ta bắn được nhiều mục tiêu nhất. Và những kỹ năng của Xung Tiêu nó có khả năng tạo chọn rất tốt anh em ạ. Combo của Xung Tiêu khi gặp đối thủ đó chính là chúng ta sử dụng chiêu số 3, số 4, số 2 và số 1 nha. Rồi, muốn chơi Xung Tiêu được tốt hơn thì ít nhất là trong team của mình phải có một môn phái tăng cứng. Ví dụ như là chúng ta đang có tàn kiếm trảm nhạc tăng rất là cứng cho đội hình của mình luôn anh em ơi. Và bây giờ thì chúng ta chuẩn bị di chuyển sang khu vực số 2, chuẩn bị có giao tranh rồi, có team. Ôi ui, tầm 3 tháng gì mà team treo vậy. Bắn bình địa lôi, không trúng mục tiêu. Vẫn còn một tàn kiếm trảm nhạc anh em ơi, bắn nhiệt tình vô, bắn nhiệt tình vô, tạo chón, chón được tạo ra rồi, tiếp tục bắn, ui nó cầm tay. Rải bơm thì hết chạy. Phải nói là bình địa lôi của Xung Tiêu rất là khó chịu nha anh em. Và với Xung Tiêu thì chúng ta sẽ ưu tiên lên quyển bí kíp Lối Đình Vạn Quân, quyển bí kíp của chiêu số 1. Đây là quyển bí kíp sẽ hỗ trợ cho môn phái này có khả năng hồi máu rất là tốt. Rồi, chỉ cần lên bí kíp và anh em nã chiêu số 1 một phát vào lính là chúng ta sẽ hồi phục được rất nhiều máu. Mình nghĩ là chúng ta nên rời khỏi khu vực thương nhân nhanh chóng đi anh em ạ, bởi vì đây là trận tâm ma tháng, sẽ có rất nhiều team đổ về thương nhân. Quay trở lại khu vực số 10. Và bây giờ thì có lẽ tăng kiếm chúng ta cần phải có thời gian để hồi phục máu. Nhưng có quần thể kim cang rồi, ai sẽ là người mặc Xung Tiêu mặc rồi, di chuyển sang khu vực số 25. Chạy luôn khu 9 anh em ạ, ui tăng kiếm vẫn chưa qua. Trời, ham cái chạy nhanh nữa. Để đồng đội ăn được rồi, chạy qua khu vực số 9. Quần sắp hết, cẩn thận bà con ơi. Có Thiên Tâm ở đây, Thiên Tâm đã lên chiêu cuối và thoát thân thành công về khu vực số 2. Bây giờ thì cả thành viên mình đang chuẩn bị để di chuyển sang khu vực số 8. Đó chính là ảo tượng, không ảo tượng đã được mở. Chúng ta có chiêu 3, bình địa lôi nè, Thiên Vương đã xoay trì rồi. Wow, vạn hoa đã bị kết thúc rất nhanh chóng, có cả thần cơ nữa anh em ạ. Như vậy đội bạn sau khi thấy team chúng ta thì buộc lòng phải rút sang trở lại khu vực số 1. Thần cơ đã dùng chiêu cuối để thoát thân. Và bên này có giao tranh với một team khác, đó là Thiên Tâm, Thiên Nhẫn nữa nè. Rồi Thiên Sơn, ba thiên luôn kìa anh em ơi. Rồi. Ây cha, tàn kiếm chúng ta đã bị tuột máu rất nhiều. Bắn chiêu 1 vô lính một cái anh em. Ui bắn. Ây cha. Đang ngắm điều gì đó. Đang suy nghĩ. Và như vậy là chúng ta đã rút trở lại khu vực số 8. Bây giờ thì Tàn Kiếm và Xung Tiêu đang cố gắng hồi máu, còn Thiên Tâm thì sẽ tiếp tục mở rương để có thêm tài nguyên về cho các thành viên trong team chúng ta. Bước tiếp theo, đội hình của mình sẽ quay trở lại các khu vực cũ để chết tài nguyên, hay là chúng ta thừa thắng xông lên, di chuyển sang những khu vực khác nữa anh em ạ. Chúng ta tiếp tục di chuyển sang khu vực số 7. Rồi, gom lính lại cái anh em. Gom lính lại, bắn chiêu 1, phăng nào. Đó, anh em thấy không? 18.000 máu đã được hồi phục. Chúng ta có Thiên Tâm ở góc phía trên. Ui, vạn hoa nữa kìa. Thiên Tâm đã xuống ngựa. Thiên Tâm đang lên chiêu cuối. Tất cả sát thương dồn vào Thiên Tâm không có hiệu quả. Và anh em có thể thấy là trong bản đồ này hiện tại có rất nhiều Thiên Tâm. Và đây là một cái kèo rất thơm cho Xung Tiêu. Liệu là Xung Tiêu có thể phát huy được cái khả năng áp chế với những môn phái hệ thủy hay không? Tài nguyên mới lại xuất hiện rồi anh em ơi, và chúng ta tiếp tục chết tài nguyên. Một viên hồi phục máu cho tàn kiếm chúng ta. Tàn kiếm ơi, qua nhặt máu đi. Farm. Rất nhiệt tình farm anh em ạ.
Rồi chúng ta di chuyển thẳng trở lại khu vực số 1, anh em thấy là sung tiêu rất là hổ báo nha, bắn nè, có tiêu dao, có vạn hoa luôn. Rồi tiêu dao cẩn thận nào. Ây cha, dạ, mình thấy có cái quần rồi anh em ạ. Sung tiêu đã nhanh trí mặc cái quần và chúng ta kết thúc tiêu dao. Có quần có chạy không hay là ở lại chạy chết map cũng được nha anh em. Sung tiêu đã di chuyển sang khu vực số 6. Đó thôi mình đứng lại anh em ơi, bởi vì đồng đội chúng ta đã không còn các combo kỹ năng. Nếu như giao tranh xảy ra thì người thiệt thòi sẽ thuộc về đồng đội của mình anh em ạ. Như vậy là thời gian của vòng số 1 sẽ kết thúc tại đây và chúng ta vẫn còn đến 8 đội để tiếp tục bước về vòng số 2. Ở vòng này thì anh em thấy là team của mình liên tục áp đảo những team khác, bởi vì chúng ta có tàn kiếm tăng rất mạnh, thiên tâm thì lại có chiêu cuối gây đam và tạo cái hiệu ứng khống chế. Sung tiêu thì anh em thấy là được chơi game rất là nhiều ở trận này rồi. Bây giờ thì chúng ta có tiêu dao mất né, tiêu dao đã chạy thành công sang đến khu vực số 6. Ồ, sung tiêu đuổi theo luôn anh em ạ, quá là hổ báo. Và bây giờ thì anh em sẽ di chuyển sang khu vực thường nhân số 5. Tiêu dao đã rút lui thành công. Tiêu dao đã mua không còn một quyển tăng cấp bí kíp luôn anh em ạ. Như vậy có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại khu vực số 7 để tiếp tục trang bị những quyển tăng cấp bí kíp. Này giống là như là... Ôi, tăng kiếm chúng ta đang gặp một biến cố. Đó chính là một thiên tâm đến từ khu vực số 4. Đã cấu cho tăng kiếm của mình rất nhiều máu anh em ơi. Bây giờ có lẽ tăng kiếm cần phải hồi phục lại lượng máu rồi. Số lượng đội đã giảm đi một đội. Và tăng kiếm chúng ta đã được hồi máu trở lại. Tiếp tục di chuyển sang khu vực số 7. Đây nè, một team. Đó là võ đan khôn nguyên và tăng kiếm. Võ đan khôn nguyên đã bị xử lý. Chúng ta vẫn còn những quyển tăng cấp bí kíp. Vẫn còn thiếu một xu thôi, gán cài cuốc đi anh em mới có đủ tiền mua bí kíp anh em ơi. Rồi, sung tiêu tiếp tục mở rương để kiếm thêm tài nguyên. Và liệu là sau khi mở xong rương thì còn quyển tăng cấp bí kíp nào hay không nha. Vẫn còn một quyển anh em à, đồng đội tốt, đồng đội rất là tốt. Chúng ta sẽ lên bình địa lôi, bình địa lôi anh em. Hay cha, nhân vật chính của mình đã lên Lôi Đình Vạn Quân để tăng khả năng hồi máu anh em ạ. Thật ra thì mình sẽ ưu tiên tiếp theo mình sẽ lên Bình Địa Lôi để tạo đam cho chiêu này. Bình Địa Lôi gần như là chiêu đam chính của sung tiêu, một cái chiêu vừa có đam vừa khống chế. Một lần bắn được 4 Bình Địa Lôi và anh em thấy là một quả như vậy tăng rất là nhiều sát thương. Chúng ta có Thiên Tâm, liệu Thiên Tâm có thể chạy thoát thành công hay không? Thiên Tâm đã tranh thủ chạy, sung tiêu của mình đã có một chiêu 3 không trúng vào Thiên Tâm anh em ạ. Tầm đánh của chiêu 3 khá hạn chế. Và bây giờ thì team chúng ta đang có mặt tại khu vực số 21 để chờ đợi ảo tượng xuất hiện hoặc là chờ tài nguyên mới xuất hiện. Số lượng đội đã giảm đi thêm một đội nữa rồi anh em ơi. Wow, team mình hiện tại đang bị thọt lực chiến khá là nhiều. Có Thiên Vương. Thiên Vương này nãy giờ vẫn quanh quẩn ở đây không chạy nè. Lần này Thiên Vương có thoát được hay không? Thiên Vương đã lên ngựa thành công rồi. Thiên Tâm đánh thường Thiên Tâm ơi. Chơi Thiên Tâm anh em chịu khó sử dụng kỹ năng đánh thường một chút xíu anh em ơi. Chúng ta sử dụng đòn đánh này để khống chế đối thủ. Tàn kiếm chúng ta đã lên 7x rồi. Sung tiêu không còn kỹ năng khống chế và Thiên Tâm đã di chuyển sang khu vực số 21. Chúng ta đuổi theo. Thiên Tâm đã chạy xuống khu vực số 20. Một mình sung tiêu xuống đây có cả Thiên Vương. Lần này thì chắc chắn là Thiên Vương hết chạy, bởi vì Thiên Vương không còn 7x để cứu mạng. Và ảo tượng đã bắt đầu xuất hiện rồi anh em ạ. Chúng ta cần phải nhanh chân hồi phục lại các kỹ năng và sau đó di chuyển sang ảo tượng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực số 21 hay là 19, 21, 19, 19, 21. Ảo tượng ra lâu lắm rồi anh em ơi, ảo tượng khu vực số 2 đã được mở rồi kìa. Tiếp tục quay trở lại khu vực số 21. Có tấn công. Wow, lần này sung tiêu đã nhường tấn công lại cho Thiên Tâm trong team chúng ta. Và chúng ta di chuyển sang ảo tượng khu vực số 6. Có team, đó là tiêu dao. Xong, tiêu dao. Tiêu dao này quá chủ quan anh em ạ. Đã bị trúng chiêu mất né, vẫn còn ở lại.
Như vậy anh em có thể thấy hiện tại số lượng đội trong bản đồ chúng ta chỉ còn có 4 đội thôi, và trong đó vẫn còn Thiên Tâm. Thiên Tâm bên kia cần phải làm việc nhiều hơn anh em ạ. Phải kiếm tài nguyên nhiều hơn để sốc đam kết thúc được các thành viên chúng ta nhanh chóng. Rồi, các thành viên của mình quay trở lại khu vực số 1. Tiếp tục sang khu vực số 9. Ăn bạo kích đi anh em, ăn đi bắn cho đã. Tàn kiếm để nhặt bạo kích anh em ơi. Khu vực số 9 ảo tường của ta được mở. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục nhặt rương. Rồi, ba con đội còn lại đó là những đội gì đây? Mau chóng xuất hiện để kết thúc trận tầm ba nào. Hình như có team xuất hiện, đó là Thiên Tâm có bạo kích. À không, có quân thể kim cang. Ủa, tàn kiếm ơi, nhảy vô lính được không? Tàn kiếm nhảy lính được không? Có thêm một cung luôn, vừa di chuyển sang nữa. Tàn kiếm chúng ta không nhảy lính được anh em ạ. Mất luôn cái 7x của tàn kiếm rồi. Và anh em thấy những phát bắn của Sùng Tiêu kết hợp với Thiên Tâm đã kết thúc Thiên Tâm team đội bạn. Tính ra Thiên Tâm trận đó không canh được quần thể kim cang, hơi bị lỗ. Như vậy là một Thiên Tâm đã bị tiêu diệt. Như vậy là trong map này còn gì anh em ạ? Lúc này mình thấy có một cung lôn vừa di chuyển sang. Chúng ta có một cung lôn và một team nào đó vẫn chưa phát hiện được, khả năng là còn tiêu dao đúng không anh em ạ? Lúc nãy không, lúc nãy là tiêu dao ở khu bên kia lận. Súng tiêu mà được bắn thì phải nói là rất tuyệt vời. Có bào kích. Như vậy là thời gian của vòng số 2 cũng sẽ khép lại tại đây. Trận này thì mình thấy là anh em rất là nhẹ nhàng nha. Những tình huống giao tranh mình thấy khá là nhẹ nhàng cho chúng ta, bởi vì team mình có đam rất to nên mà kết thúc giao tranh rất nhanh chóng. Và bây giờ thì thời gian của vòng số 3 bắt đầu, và các thành viên của mình sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Khu vực số 6 để trang bị thêm những quyển tăng cấp bí kíp. Cẩn thận dính chụm cái lọn team khác qua ăn hồi cái là kiểu này rất là dễ tức anh em ạ. Cực kỳ là dễ tức luôn. Sùng Tiêu chúng ta đã lên được 4 quyển bí kíp chung. Bây giờ chỉ cần Sùng Tiêu khống chế được đối thủ thì Thiên Tâm chắc chắn sẽ dồn đam đối thủ ra đi với chiêu cuối. Thiên Tâm vừa quay trở lại. Chúng ta tiếp tục di chuyển sang khu vực thứ 7. Vẫn còn Thiên Tâm nè mà. Chiêu cuối nào. À không, chiêu 3 rồi xong. Anh em thấy quá nhanh chóng. Chỉ vài phát đánh thôi là Thiên Tâm bên kia đã ra đi. Và điểm hạ gục đã thuộc về Sùng Tiêu chúng ta. Như vậy là trong bản đồ này hiện tại chỉ còn một cung lôn thôi. Và Sùng Tiêu chúng ta đang có quần thể kim cang. Cung lôn sẽ rất là khó chạy nha anh em ơi. Đây là côn lôn thường thôi, chuẩn bị chúng ta sẽ có một phiên bản mới, một phiên bản côn lôn thức tỉnh, thì lúc đó côn lôn sẽ bá đạo cực kỳ. Côn lôn đã bị chón rồi, chiêu cuối nè, chiêu 2 nè, chiêu 1 nè, bắn thường các kiểu. Thiên Tâm ơi, lên chiêu cuối nào. Thiên Tâm đã có chiêu cuối, đóng băng côn lôn, và như vậy trận tầm 3 tháng chúng ta kết thúc tại đây, quá tuyệt vời. Và nếu như anh em yêu quý trận tầm 3 này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.